ui dù đẹp thế. Ngoài đâu, ngoài tập trung đi. Ui dù đẹp thế này. Đẹp thế, bảo là cũng đẹp này, nộng nẫy này. Này bạn này phải 2-3 tập nữa xong. Cười này đây. Tập trung cười đấy, đang cười nó đang vui mà. Ừ. Rồi. Đấy. Được rồi, có hết mà. Đấy, thôi đi đi, đi dạo đi. Đi đi đi. Bà Hoa dịch ra tí. Anh Sơn ơi, chụp cho em cảnh chiến kiểu lớp đây này. Chụp sát quá là nếu mà lấy chị ơi. Thế thôi, nhìn 2-3 kiểu nó không cần nhé nhiều đâu. Chụp đấy, sát đẹp đấy. Sát quá mà lấy hết cây làm người nhỏ. Nành tới ta. Anh Thanh ơi. Thanh chụp đấy, Thanh ơi. Thanh chụp. Tối mặt không hề thấy mặt luôn. Không nhìn thấy mặt đâu ạ, tối không ạ. Mùa thu này là rất là các bà rất là vinh dự này, và là dịp đúng là ngày 20 tháng 10 mà ngày phụ nữ Việt Nam này đấy, các bà là rất vinh dự này. Hôm nay là các bà rất là được vinh dự đấy, những cái trang phục, những cái bộ váy thế là nổi tiếng của Việt Nam này đấy. Đấy. Đi bây giờ đi dạo đi. Các bà đi dạo nó vui đi. Đi dạo đi, đang quay đây. Đi nữa đi. Đi dạo tự nhiên. Cứ đi dạo tự nhiên đi. Đi mọi người cứ đi. Đi tự nhiên, phải tự nhiên nó. Phượng đấy, Phượng đấy, đúng. Quá đẹp đấy. Đúng, giắt tay nha, cứ giắt tay. Đấy, đẹp quá đấy. Đi từ từ nhá, đi chậm chậm. Đấy, đứng lại đi xong giả bước như này. Không, cứ đi chậm chậm với ông ấy. Tuyệt chưa? Đấy. Những cái trang phục bộ áo dài và thế này. Rất được những cái nhà tạo mẫu Việt Nam là rất là công phu. Đấy. Nên cái này là những cái vòng 1, vòng 3 của bà, của cái khu vực đại lộ Posobolsepec bị sát liết là rất là chuẩn. Đấy. Đấy. Chị em mình đứng ở đây là chụp một kiểu nó đẹp đấy, không sợ cái đâu. Người ta đi chụp hướng dương, người ta không bị nhăn nhí. Đứng bên ngoài này, bên này, không vào gần cây. Đây, ngồi xuống đây. Đúng rồi đấy, đúng rồi đấy. Đúng rồi đấy. Cẩn thận không, sâu. Tắm chân phải có lên. Cẩn thận sâu nó chui bím. Đấy, con đi chấp à. Đôi tay bắt với nhau chứ. Không, bắt đâu. Tay bỏ lên gối luôn nha. Ôi, giỏi lắm, cần nhìn vào anh ra. Đẹp lắm. Chị Nam để ý cây anh ơi. Bắn tim đi. Cười lên. Thấy nhiều quá, hồi về chọn. Anh nhiều tí, phải khó chọn lắm. Là đấy, tân năm quân quá. Em cây em thích chọn như nào, do các em chứ đệ mà. Đứng đi, kiểu đi. Mấy kiểu thôi.
đứng một kiểu cho cây cây vàng đi chú, nó áo dài ơi chứ, chứ không phải áo dài.